Horus mở mắt ra, mỉm cười khi nhìn thấy bầu trời xanh phía trên mình. Những đám mây nhuốm màu hồng và cam trôi chậm qua tầm nhìn của ông, yên bình và thư thái. Ông quan sát chúng một lúc, rồi ngồi dậy, cảm thấy làn sương ẩm ướt dưới lòng bàn tay khi ông đứng thẳng dậy. Nhận thấy mình đang trần truồng, và khi quan sát xung quanh, ông đưa tay lên mặt, ngửi mùi hương ngọt ngào của cỏ và không khí trong lành như pha lê. Một khung cảnh đẹp không gì sánh bằng trải ra trước mắt ông. Những con núi phủ tuyết cao chót vót được bao phủ bởi những cây thông và linh xa. Những dải rừng xanh lục bảo lộng lẫy trải dài ngút tầm mắt và một con sông rộng đầy bọt nước băng giá. Hàng trăm loài động vật ăn cỏ có bộ lông xù xì đang gặm cỏ trên đồng bằng và những đàn chim có sải cánh rộng bay vòng ồn ào trên đầu. Horus ngồi trên khoảng dốc thấp của sườn đồi dưới chân núi. Mặt trời sưởi ấm khuôn mặt ông và bãi cỏ mềm mại đến kỳ diệu bên dưới ông. Vậy là xong rồi, ông bình tĩnh nói với chính mình. Ta đã chết. Không ai trả lời ông, nhưng ông cũng không mong đợi ai làm vậy. Liệu đây có phải là điều xảy ra khi một người chết đi? Ông mơ hồ nhớ có người đã dạy ông bằng những niềm tin xa xưa về thiên đường và địa ngục. Những từ ngữ vô nghĩa hứa hẹn phần thưởng cho sự ngoan ngoãn và hình phạt cho kẻ gian ác. Ông hít một hơi thật sâu, ngửi thấy mùi hương thơm của đất tốt. Hương thơm của một thế giới chưa được phát hiện, chưa được thuần hóa, và của những sinh linh đang bao phủ khung cảnh. Ông có thể nếm được mùi không khí và ngạc nhiên trước sự tinh khiết. Sự trong lành của nó lấp đầy phổi ông như rượu ngọt. Nhưng làm sao ông lại đến được đây? Và đây là đâu? Ông đã ở đâu? Ông không thể nhớ được. Ông biết tên mình là Horus, nhưng ngoài điều này ra, ông chỉ biết những mảnh vỡ và ký ức mờ nhạt, mà thậm chí giờ đây càng cố lưu giữ thì chúng lại càng hư ảo và không rõ ràng. Quyết định rằng mình nên cố gắng tìm hiểu thêm về môi trường xung quanh, ông đứng dậy, nhăn mặt khi vai bị bó chặt, và rồi ông nhìn thấy một vết máu thấm qua chiếc áo choàng len trắng mà mình đang mặc. Chẳng phải ông đang trần truồng một giây trước sao? Horus gạt nó ra khỏi tâm trí và cười lớn. Có thể không có địa ngục, nhưng chỗ này có cảm giác đùa giống thiên đường rồi đó. Cụ họng ông khô khốc và ông đi về phía dòng sông, cảm nhận sự mềm mại của cỏ qua đôi chân mới được đi dép. Ông đã ở xa hơn mình nghĩ, hành trình này khiến ông mất nhiều thời gian hơn dự kiến, nhưng ông không bận tâm. Vẻ đẹp của phong cảnh thật đáng để thưởng thức. Và mặc dù có điều gì đó khó chịu trong tâm trí ông vẫn phớt lờ nó và tiếp tục. Những ngọn núi dường như chạm tới những vì sao. Đỉnh của chúng khuất trong mây và phun ra những làn khói độc hại vào không khí khi ông nhìn lên chúng. Horus chớp mắt, dư ảnh của những ngọn núi sắt và xi măng tối tăm. Làn khói mù mịt đốt cháy võng mạc của ông như thể một mạng lưới chất hóa học đổ vào một cửa sổ mờ đục. Ông lờ nó đi như một phần của sự mới mẻ trong môi trường xung quanh và đi tới một vùng đồng bằng lắc lư với cỏ cao, cảm nhận những khúc xương và chất thải của vô số thế kỷ công nghiệp kêu răng rắc dưới chân mình. Horus cảm thấy như cỏ tro trong cổ họng. Giờ ông cần uống nước hơn bao giờ hết. Mùi hóa chất ngày càng nặng hơn sau mỗi bước đi. Ông nếm thấy benzen, clor, acid chlorhydric và một lượng lớn carbon monoxide. Những chất độc có thể gây chết người đối với bất kỳ ai khác ngoại trừ ông. Và thoáng tự hỏi làm sao ông biết được những thứ này. Con sông ở ngay phía trước và ông lội qua vùng nước nông, tận hưởng cái lạnh cát da khi đưa tay xuống vốc một vốc nước và trong lòng bàn tay đang cụm lại. Dòng nước băng giá làm bỏng da ông. Dịch nóng chảy nhỏ giọt như những sợi dây giữa các ngón tay và ông vội vàng thả lại nó xuống sông, lau tay vào chiếc áo choàng giờ đây đầy bồ hóng và rách nát. Ông ngước lên và thấy những ngọn núi thạch cao lấp lánh giờ đã trở thành những tòa tháp khổng lồ bằng đồng và sắt, chọc thùng bầu trời bằng những cánh cổng trông giống như những chiếc hàm khổng lồ có thể nuốt chửng và nôn ra cả đội quân. Những dòng chất thải độc hại đổ ra từ các tòa tháp và đầu độc dòng sông, cảnh quan xung quanh khô héo và chết đi ngay lập tức. Bối rối, Horus loạng choạng rời khỏi dòng sông, cố gắng bám lấy vùng đất hoang vu xanh tươi đã từng bao quanh mình và trốn tránh tầm nhìn về phía vùng đất ảm đạm của sự đổ nát và tuyệt vọng đến tối nay. Ông ngoảnh lại từ ngọn núi tối tăm, như vách đá bằng sắt đỏ và đen sâu thẳm, đỉnh của nó ẩn sau những đám mây cao phía trên và chân của nó được bao bọc bởi những tảng đá và đầu lâu. Ông khuỵu gối, mong đợi sự mềm mại của cỏ nhưng lại rơi nặng nề xuống một tấm ván cứng bằng tro và sắt nứt nẻ, những cuộn bụi xoáy lên thành một cơn bão lớn. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Horus hét, nằm ngửa và thét lên bầu trời ô nhiễm với những vệt máu đất son và tím xấu xí. Ông đứng dậy và chạy. Chạy như thể mạng sống của ông phụ thuộc vào điều đó. Ông chạy ngang qua một khung cảnh chập chờn giữa một vẻ đẹp nhức nhối và một cơn ác mộng sống động chỉ trong tích tắc. Các giác quan đánh lừa ông từ giây này sang giây khác. Horus chạy vào rừng, những thân cây xám xịt gãy rạp trước cơn giận dữ của ông. Hình ảnh của những cành cây vụn vỡ, những tòa tháp cao bằng thép và kính, những tàn tích to lớn của những thánh đường vùng vĩ và những cung điện mục nát còn sót lại sắp sửa sụp đổ dưới sức nặng của thời đại
nhảy múa trước mắt ông. Nhưng tiếng hú của thú vật vang vọng khắp khung cảnh, và Horus dừng lại giữa cuộc vật lộn điên cuồng của mình khi âm thanh đâm xuyên qua màn sương mù trong đầu ông. Một cảm giác dai dẳng trong tâm trí nhận ra rằng nó rất quan trọng. Những tiếng hú lê thương vang vọng khắp vùng đất, tiếng kêu vang đến tai ông, và Horus nhận ra đó là tiếng sói tru. Ông mỉm cười khi nghe thấy âm thanh đó, rồi quỳ xuống khi một cơn đau dữ dội xuyên qua cánh tay và vào ngực. Cùng với nỗi đau, sự minh mẫn cũng trở lại, và ông cố bám víu lấy nó, buộc những ký ức phải xuất hiện thông qua sức mạnh của ý chí. Tiếng sói hú lại vang lên, và ông gào lên tới tận thiên đường. Chuyện gì đang xảy ra với ta? Cây cối xung quanh ông bùng nổ với chuyển động, và một đàn sói hàng trăm con mạnh mẽ lao ra từ bụi cây, vây quanh ông, với hàm răng nhe ra và đôi mắt mở to, bò tụ lại quanh những chiếc răng nanh lộ ra ngoài. Và mỗi con sói đều mang một dấu hiệu kỳ lạ trên bộ lông của nó. Đó là ký hiệu của một con đại bàng hai đầu màu đen. Horus ôm lấy vai mình, cánh tay tê dại và chết cứng như thể nó không còn là một phần của ông nữa. Người là ai? Con sói gần nhất hỏi. Horus chớp mắt liên tục khi hình ảnh của nó nhấp nháy như tĩnh điện, và ông nhìn thấy những đường cong của áo giáp và một con mắt khổng lồ nhìn chằm chằm. Ta là Horus, ông nói. Người là ai? Con sói lặp lại. Ta là Horus, ông hét lên. Các ngươi muốn gì hơn nữa từ ta? Chúng ta không có nhiều thời gian đâu người anh em, con sói nói khi đàn sói bắt đầu vây quanh ông. Anh phải nhớ lại trước khi hắn tìm đến anh. Anh là ai? Ta là Horus, và nếu ta đã chết thì hãy để ta yên, ông hét lên, đứng dậy và chạy tiếp vào sâu trong rừng. Nhưng con sói cũng đi theo ông và dần bắt kịp tốc độ ổn định của ông trong khi ông lảo đảo một cách ngẫu nhiên giữa ánh trăng vàng. Hết lần này đến lần khác, bầy sói tru lên cùng một câu hỏi cho đến khi Horus mất hết cảm giác về phương hướng và thời gian. Horus chạy về phía trước một cách mù quáng cho đến khi cuối cùng ông xuất hiện từ hàng cây phía trên một miệng núi rộng lớn, có vách đá cao khoét sâu vào khung cảnh và chứa đầy nước tĩnh lặng tối tăm. Bầu trời phía trên đen kịt và không sao, một mặt trăng trắng tinh khiết tỏa sáng như một viên kim cương giữa bầu trời. Ông chớp mắt và giơ tay lên che mắt trước ánh sáng của nó, nhìn ra vùng nước đen tuyền của miệng núi. Chắc chắn rằng có một nỗi kinh hoàng không thể diễn tả được đang ẩn nấp trong vực sâu băng giá của nó. Horus liếc nhìn phía sau và thấy bầy sói đã theo ông từ khoảng rừng, và ông chạy tiếp trong khi tiếng hú của chúng theo ông đến rìa của miệng núi. Xa bên dưới, mặt nước phẳng lặng như một tấm gương đen, hình ảnh mặt trăng lấp đầy tầm nhìn của ông. Nhưng con sói lại tru lên, và Horus cảm thấy vực sâu của nước đang kêu gọi ông với một sức hấp dẫn không thể cưỡng lại. Ông nhìn thấy ánh trăng và nghe thấy bầy sói tru lên một câu hỏi cuối cùng trước khi gieo mình vào khoảng không. Ông rơi xuống không trung, tầm nhìn sụp đổ và chỉ nhớ quay cuồng. Mặt trăng, bầy sói, Lupercal, Luna, Wolf. Mọi thứ trở lại đúng vị trí và ông kêu lên. Ta là Horus của Luna Wolf, là War Master và nhiếp chính của Hoàng đế, và ta còn sống. Horus va mạnh vào mặt nước và nó nổ tung như những mảnh thủy tinh đen. Horus mở mắt ra, mỉm cười khi nhìn thấy bầu trời xanh phía trên mình, những đám mây nhuốm màu hồng và cam trôi chậm qua tầm nhìn của ông, yên bình và thư thái. Ông quan sát chúng một lúc rồi ngồi dậy, cảm thấy làn sức ấm ướt dưới lòng bàn tay khi ông đứng thẳng dậy. Ông thấy mình đã được trang bị đầy đủ trong bộ áo giáp trắng mờ, và khi quan sát xung quanh, ông đưa tay lên mặt, ngửi mùi hương ngọt ngào của cỏ và không khí trong lành như pha lê. Một khung cảnh đẹp không gì sánh bằng trải ra trước mặt ông, những con núi phủ tuyết cao chót vót được bao bọc bởi những cây thông và linh sam, những dải rừng xanh lục bảo lộng lẫy trải dài ngút tầm mắt, và một con sông rộng đầy bọt nước băng giá. Hàng trăm loài động vật ăn cỏ có bộ lông xù xì đang cắm cỏ trên đồng bằng, và những đàn chim có sải cánh rộng bay vòng ồn ào trên đầu. Horus ngồi trên sườn dốc thấp của ngọn đồi dưới chân núi, mặt trời sưởi ấm khuôn mặt ông và bãi cỏ mềm mại đến kỳ diệu bên dưới ông. Thật khốn nạn, ông nói khi đứng dậy. Ta biết mình chưa chết, vậy chuyện gì đang xảy ra vậy? Một lần nữa không ai trả lời ông, mặc dù lần này ông đã mong đợi một câu trả lời. Thế giới này vẫn còn có mùi ngọt ngào và thơm mát, nhưng với ký ức về danh tính của mình, ông đã nhìn ra sự giả tạo của nó. Không có gì trong số này là thật, không phải những ngọn núi, dòng sông hay những khu rừng bao phủ khung cảnh, mặc dù có điều gì đó quen thuộc đến kỳ lạ với chúng. Ông nhớ lại khung cảnh tăm tối của kim loại đằng sau áo giáp này, và nhận ra rằng nếu muốn, mình có thể nhìn ra những gợi ý về cơn ác mộng đằng sau vẻ đẹp của thế giới này bày ra ngay trước mặt mình. Horus nhớ lại mình đã từng nghĩ, có vẻ như cách đây cả cuộc đời, rằng có lẽ nơi này là một chiều không gian nằm giữa thiên đường và địa ngục, nhưng giờ lại cười nhạo ý tưởng đó. Từ lâu, ông đã chấp nhận nguyên tắc rằng vũ trụ chỉ đơn giản là vật chất, và cái gì không phải là vật chất thì chẳng là gì cả. Vũ trụ là tất cả, và do đó không có gì có thể tồn tại ngoài nó.
Horus đủ khôn ngoan để hiểu tại sao một số nhà thần học cổ đại lại tuyên bố rằng Warp thực tế là địa ngục. Ông hiểu lý do, nhưng ông biết rằng Imperan không phải là chiều không gian siêu hình. Nó chỉ đơn giản là tiếng vang của thế giới vật chất, nơi những dòng xoáy năng lượng ngẫu nhiên và những loài sinh vật Xenos độc ác kỳ lạ chọn làm nhà của mình. Dù một định lý như thế có vẻ dịu lòng, nó vẫn không trả lời được câu hỏi rằng ông đang ở đâu. Làm cách nào mà ông đã đến được đây? Ký ức cuối cùng của ông là cuộc trò chuyện với Petronila Viva trong phòng bệnh, kể cho cô ta nghe về cuộc đời mình, những hy vọng, những thất vọng và nỗi sợ hãi của ông đối với thiên hà. Ý thức được rằng mình đã nói với cô cả những điều nên nói và những điều không nên. Ông không thể thay đổi điều đó, nhưng ông sẽ tìm hiểu tận cùng những gì đang xảy ra với mình bây giờ. Liệu đây có phải là một cơn mê sảng do thứ đã làm ông bị thương? Thanh kiếm của Themba có bị tẩm độc không? Ông gạt bỏ suy nghĩ đó ngay lập tức, không có chất độc nào có thể hạ gục được ông. Quan sát xung quanh, ông không thấy dấu hiệu nào của bầy sói đã đuổi theo mình trong khu rừng tối tăm, nhưng chợt nhớ ra rằng một bóng dáng quen thuộc đã lờ mờ hiện ra sau khuôn mặt của con đầu đàn. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nó đã trông giống như Magnus. Nhưng chắc hẳn ông ta đã quay lại Prospero để liếm vết thương sau sắc lệnh Nikia rồi chứ. Có điều gì đó đã xảy ra với Horus trên mặt trăng của David, nhưng ông không thể biết đó là chuyện gì. Vai ông đau nhức và ông xoay nó trong bộ giáp để nới lỏng cơ bắp, nhưng chuyển động đó chỉ càng khiến tình hình trở nên trầm trọng hơn. Horus lại khởi hành về phía dòng sông, vẫn khát nước mặc dù biết rằng mình đang bước vào một cõi hư ảo. Vượt qua con dốc, sau đó bắt đầu hướng nhẹ nhàng xuống dòng sông, Horus đột ngột tỉnh táo lên sau khi nhìn thấy một điều đáng kinh ngạc. Một chiến binh Astartes mặc giáp đang trôi nổi úp mặt xuống nước, bị mắc kẹt trong vùng nước nông của bờ sông. Cơ thể đó dâng lên và hạ xuống theo dòng nước và Horus nhanh chóng tiến về phía nó. Ông ngã xuống sông và nắm chặt vào mép cầu vai bảo vệ của người kia, lật anh ta lại, tạo ra một bắn nước nặng nề. Horus thở hổn hển khi thấy người kia còn sống, và đó là người mà ông biết. Một người đàn ông đẹp đẽ, đúng với những gì mà Logan đã mô tả. Một người đàn ông đẹp đẽ được tất cả những anh biết đến yêu mến. Anh hùng cao quý nhất của cuộc thập tự trình vĩ đại là một trong những danh hiệu khác của anh. Hastur Sejanus. Hastur, Horus gọi, đưa tay xuống để nhấc người bạn cũ qua mặt nước. Sejanus khập khiễng trong vòng tay ông, mặc dù Horus có thể thấy rằng anh ta vẫn còn sức sống, nhiều mạch đập ở cổ họng và màu sắc trên má. Horus kéo Sejanus lên khỏi mặt nước, tự hỏi liệu sự hiện diện của anh ta có thể là một ảo giác khác của vương quốc xa lạ này, hay liệu người bạn cũ của ông có thể là mối đe dọa hay không. Ngực Sejanus co giật khi anh ta nôn đầy nước lên. Horus lăn anh ta nằm nghiêng, biết rằng thể chất cường tráng của một chiến binh Astartes đã giúp anh ta gần như không thể chết đuối. Hastur, có đúng là cậu không? Horus hỏi, hiểu rằng ở nơi này một câu hỏi như vậy có lẽ là vô nghĩa. Nhưng ông vẫn tràn ngập niềm vui khi được gặp lại Sejanus yêu quý của mình. Ông nhớ lại nỗi đau mà mình đã cảm thấy khi đứa con trai yêu quý nhất của mình bị chém gục trên xà nhà ma não trong cung điện của hoàng đế giả tạo tại 639. Và về sự hiếu chiến của người Cthonia, ta đòi hỏi phải trả thù bằng máu. Sejanus chút ra một dòng nước cuối cùng và chống người dậy bằng khuỷu tay, hít thật nhiều không khí trong lành và vội. Tay anh ôm lấy cổ họng như thể đang tìm kiếm một thứ gì đó, và anh ta trông nhẹ nhõm khi phát hiện ra nó không có ở đó. Con trai của ta, Horus nói khi Sejanus quay về phía ông. Anh ta giống hệt những gì mà Horus còn nhớ về anh ta, hoàn hảo đến từng chi tiết, khuôn mặt cao quý, đôi mắt lớn và chiếc mũi thẳng, rắn chắc, có thể làm tấm gương cho chính War Master. Mọi suy nghĩ rằng Sejanus có thể là mối đe dọa với ông đều đã bị cuốn trôi khi ông nhìn thấy ánh bạc trong ánh mắt anh và biết rằng đây chắc chắn là Hastur Sejanus. Làm sao điều đó có thể xảy ra thì ông không biết, nhưng ông không dám thắc mắc về phép lạ này vì sợ rằng nó có thể bị giật khỏi tay ông. Chỉ huy, Sejanus nói, đứng dậy ôm lấy Horus. Kỳ thật chàng trai, rất vui được gặp lại cậu. Horus nói, một phần trong ta đã chết khi mất cậu đấy. Tôi biết thưa ngài, Sejanus trả lời khi họ tách ra khỏi cái ôm siết chặt. Tôi cảm nhận được nỗi buồn của ngài. Cậu trông thật nhức mắt đấy chàng trai của ta. Horus nói, lùi lại một bước để chiếm ngưỡng chiến binh hoàn hảo nhất của mình. Ta rất vui được gặp lại cậu, nhưng làm sao có thể như vậy được? Ta đã chứng kiến cậu chết. Đúng, Sejanus đồng ý. Ngài đã thấy, nhưng thực ra cái chết của tôi lại là một phước lành. Một phước lành ư? Tại sao? Nó đã mở rộng tầm mắt của tôi về sự thật của vũ trụ và giải phóng tôi khỏi xiềng xích của kiến thức sống. Thưa ngài, cái chết không còn là vùng đất chưa được khám phá nữa. Nó là nơi mà kẻ du hành này đã trở về. Làm sao điều đó có thể xảy ra được? Họ đã gửi tôi trở lại với ngài. Linh hồn của tôi lạc vào khoảng không, cô đơn và đang chết dần. Nhưng tôi đã quay trở lại để giúp ngài, Sejanus nói. Những cảm xúc mâu thuẫn đang dâng trào trong Horus khi nhìn thấy Sejanus. Nghe anh ta nói về những linh hồn và khoảng không là một lời cảnh báo.
Nhưng việc nhìn thấy anh còn sống một lần nữa, ngay cả khi nó không có thật, là thứ gì đó đáng được trân trọng. Cậu nói cậu đến đây để giúp ta, vậy thì hãy giúp ta hiểu nơi này. Chúng ta đang ở đâu? Chúng ta không có nhiều thời gian đâu, Sư Gia Nứt nói, leo lên con dốc dẫn đến vùng đồng bằng và rừng rậm, đồng thời quan sát thật kỹ xung quanh. Hắn ta sẽ đến đây sớm thôi. Đây không phải là lần đầu tiên ta nghe câu này, Horace nói. Ngài đã nghe thấy nó từ đâu? Sư Gia Nứt hỏi, quay lại đôi mắt với ông bằng vẻ mặt nghiêm túc. Horace ngạc nhiên trước sự kịch liệt của câu hỏi. Một con sói đã nói với ta điều đó, Horace nói. Ta biết, điều này nghe có vẻ nực cười, nhưng ta thề rằng nó thực sự đã nói chuyện với ta. Tôi tin ngài, Sir Janus nói. Đó là lý do chúng ta cần phải tiếp tục. Horace cảm thấy sự lảng tránh, một đặc điểm mà trước đây ông chưa từng thấy ở Sir Janus, và nói. Cậu đang lảng tránh câu hỏi của ta, Hester. Giờ hãy nói cho ta biết chúng ta đang ở đâu. Chúng ta không có thời gian, thưa ngài, Sir Janus thúc giục. Sir Janus, Horace nói với chất giọng của Master. Hãy cho ta biết điều ta muốn biết. Tốt thôi, Sir Janus nói. Nhưng phải nhanh lên, vì cơ thể của ngài đang nằm trên bờ vực của cái chết trong các bức tường của Deforce trên David. Deforce, ta chưa bao giờ nghe nói về nó, và chỗ này không giống Darwin chút nào. Deforce là một nơi linh thiêng đối với hội rắn, Sir Janus nói. Một nơi chữa lành, trong ngôn ngữ cổ xưa của trái đất, tên của nó có nghĩa là tử cung của thế giới, nơi con người có thể được chữa lành và đổi mới. Cơ thể của ngài đang nằm trong căn phòng Exis Mundi, nhưng tâm trí của ngài không còn bị ràng buộc với xác thịt nữa. Vậy là chúng ta không thực sự ở đây, Horace hỏi. Thế giới này không có thật. Không. Vậy thì đây là Warp, Horace nói, cuối cùng cũng chấp nhận điều mà ông đang bắt đầu nghi ngờ. Đúng vậy, những điều này không có thật, Sir Janus nói, vẫy tay quanh khung cảnh. Tất cả những điều này chỉ là những mảnh vỡ của ký ức và trí óc ngài đã tạo nên hình dạng cho các dạng năng lượng của Warp. Horace đột nhiên nhận ra trước đây ông đã từng nhìn thấy vùng đất này ở đâu. Nhớ lại tấm bản đồ địa vật lý kỳ diệu của Terra mà họ đã tìm thấy cách 10 km bên dưới bề mặt của một thế giới chết gần một thập kỷ trước. Đó không phải là Terra của thời đại này, mà là của một thời xa xưa với những cánh đồng xanh, biển trong và không khí tinh khiết. Ông ngước lên trời, nửa mong đợi sẽ nhìn thấy những khuôn mặt tò mò đang từ trên cao nhìn xuống, như thể những học sinh đang nghiên cứu đàn kiến. Nhưng bầu trời trống rỗng, dù nó đang tối dần với tốc độ bất thường. Thế giới xung quanh ông đang thay đổi ngay trước mắt ông, từ trái đất từng tồn tại cho đến vùng đất hoang cằn cỗi của Terra. Sir Janus nhìn theo ánh mắt của ông và nói, nó bắt đầu rồi. Chuyện gì? Horace hỏi. Tâm trí và cơ thể của ngài đang chết dần và thế giới này bắt đầu sụp đổ trong hỗn loạn. Đó là lý do tại sao họ gửi tôi trở lại, để hướng dẫn ngài đến với sự thật và cho phép ngài quay trở lại cơ thể của mình. Ngay cả khi Sir Janus đang nói, bầu trời bắt đầu dao động và ông có thể nhìn thấy cơn biển động của Immaterium đang sôi sục đằng sau những đám mây. Cậu cứ nói họ, Horace nói. Họ là ai và tại sao họ lại quan tâm đến ta? Những trí thông minh vĩ đại ngữ trong Warp, Sir Janus giải thích, đưa ánh mắt cảnh giác của mình về phía bầu trời đang tan biến. Họ không giao tiếp như chúng ta, và đây là cách duy nhất họ có thể giao tiếp với ngài. Ta không thích điều này chút nào, Hester, Horace cảnh báo. Không hề có sự nham hiểm ở chỗ này, có quyền lực và tiềm năng, đúng vậy, nhưng không có ác cảm, chỉ đơn giản là mong muốn tồn tại. Các sự kiện trong thiên hà của chúng ta đã phá hủy vương quốc này, và những thế lực này đã chọn ngài làm sứ giả của họ trong các giao dịch với thế giới vật chất. Vậy nếu ta không muốn trở thành sứ giả của chúng thì sao? Vậy thì ngài sẽ chết, Sir Janus nói. Chỉ có họ mới đủ sức mạnh để cứu mạng ngài. Nếu chúng mạnh đến vậy thì cần đến ta làm gì? Họ rất mạnh mẽ, nhưng họ không thể tồn tại trong vũ trụ vật chất và phải hoạt động thông qua các sứ giả của mình, Sir Janus trả lời. Ngài là một người có sức mạnh và tham vọng, và họ biết rằng không có sinh linh nào trong thiên hà đủ mạnh mẽ hoặc đủ xứng đáng để làm việc cần phải làm. Mặc dù hài lòng trước mô tả như vậy, nhưng Horace không thích những gì mình đang nghe. Ông không cảm nhận được sự lừa dối ở Sir Janus, mặc dù một giọng nói cảnh báo trong đầu nhắc nhở ông rằng chiến binh mắt bạc đang đứng trước mặt ông có thể không thực sự là Sir Janus. Họ không có hứng thú với vũ trụ vật chất, nó là đối nghịch với họ. Họ chỉ mong muốn bảo vệ vương quốc của mình khỏi sự hủy diệt, Sir Janus tiếp tục nói khi mùi hóa chất của thế giới ảo giác này quay trở lại và một cơn lốc hôi thối nổi lên. Để đổi lại cho sự trợ giúp của ngài, họ có thể cho ngài một phần sức mạnh và phương tiện để hiện thực hóa mọi tham vọng của ngài. Horus nhìn thấy thế giới ngầm của sắt và đồng trở nên rõ ràng hơn khi Warp và mặt phẳng của thực tế bắt đầu đảo lộn dưới chân ông. Những vết nứt của thứ ánh sáng tối tăm lung linh xuyên qua mặt đất bị chia cắt và Horus có thể nghe thấy tiếng sói hú đang đến gần. Chúng ta cần phải di chuyển ngay, Sir Janus hét lên khi bầy sói lao ra từ một lùm cây đổ nát. Đối với Horus, nó nghe như thể tiếng hú của chúng đang gọi tên ông một cách tuyệt vọng.
Sozanus chạy trở lại dòng sông và một vệt sáng hình thuôn phẳng lung linh tỏa ra từ mặt nước sục sôi. Horus nghe thấy những lời thì thầm và lẩm bẩm kỳ lạ phát ra từ xung quanh nó, và một linh cảm đen tối xâm chiếm ông khi ông chuyển ánh nhìn giữa ánh sáng kỳ lạ kia và những con sói. "Ta không dám chắc về điều này," Horus nói khi bầu trời trút xuống những hạt mưa axit dày đặc. "Tới nào, cái cổng này là lối thoát duy nhất của chúng ta," Sozanus kêu lên, tiến về phía ánh sáng. Như một vĩ nhân đã từng nói, thiên tài cao chót vót thường coi thường lối mòn, họ tìm kiếm những khoảng trời chưa được khai phá. "Cậu đang trích dẫn lại lời của ta à?" Horus nói khi gió thổi từng cơn hú. "Tại sao lại không? Lời nói của ngài sẽ được trích dẫn trong nhiều thế kỷ tới." Horus mỉm cười, thích ý tưởng về việc được trích dẫn và đi theo Sozanus. "Cánh cổng này dẫn tới đâu?" Horus hét lên trong gió và tiếng hú của bầy sói. "Sự thật," Sozanus trả lời. Vượt qua cánh cổng ánh sáng cũng giống như việc bước từ phòng này sang phòng khác. Nơi từng là một thế giới đang trên bờ vực sụp đổ, giờ đây Horus thấy mình đứng giữa một dòng người đông đúc, bên trong một quảng trường hình tròn khổng lồ được bao quanh bởi những tòa tháp cao chót vót và những tòa thành bằng đá cẩm thạch lộng lẫy. Hàng nghìn người lấp đầy quảng trường, và vì ông cao gấp rưỡi người cao nhất, nên Horus có thể nhìn thấy rằng hàng nghìn người khác đang chờ đợi để tiến vào từ chín đại lộ huyết mạch. Kỳ lạ thay, không một ai trong số những người này để ý đến sự xuất hiện đột ngột của hai người chiến binh khổng lồ ở giữa họ. Một cụm tượng đứng ở trung tâm quảng trường và những tiếng tụng kinh đều đều phát ra từ những chiếc loa rì sét đặt trên các tòa nhà, trong khi khối nhân loại diễu hành như một đám rước vô tri xung quanh chúng. Tiếng chuông đanh thép vang lên từ mỗi tòa nhà. "Chúng ta đang ở đâu?" Horus hỏi, nhìn lên những tòa nhà vĩ đại có mặt tiền hình đại bàng, những ngọn tháp vàng và những cửa sổ kính màu khổng lồ sắp xếp như tràng hạt. Mỗi công trình kiến trúc cạnh tranh với công trình lân cận để giành được ưu thế về chiều cao và sự phô trương, nhưng con mắt thẩm mỹ về tỷ lệ kiến trúc và sự sang trọng của Horus lại coi chúng như là những biểu hiện thô tục của lòng sùng đạo. "Tôi không biết tên của cung điện này," Sozanus nói. "Tôi chỉ biết những gì tôi thấy ở đây. Nhưng tôi tin rằng đây là một loại thế giới đền thờ nào đó." "Một thế giới đền thờ? Một ngôi đền thờ cái gì?" "Không phải cái gì," Sozanus nói, chỉ vào những bức tượng ở trung tâm quảng trường. "Ai?" Horus nhìn kỹ hơn vào những bức tượng khổng lồ được bao quanh bởi một dòng người đông đúc. Vòng ngoài của các bức tượng được chạm khắc từ đá cẩm thạch trắng, và mỗi người chiến binh sáng người này đều đang được trang bị đầy đủ áo giáp trận Astartes. Họ cùng vây quanh một nhân vật trung tâm cũng tương tự như vậy, đang khoác trên mình một bộ giáp vàng lộng lẫy, lấp lánh những viên đá quý. Người này giơ cao ngọn đuốc đang cháy, ánh sáng của nó chiếu sáng mọi thứ xung quanh. Tính biểu tượng rất rõ ràng. Nhân vật trung tâm này đang mang ánh sáng của mình đến với mọi người xung quanh và các chiến binh của ông ta ở đó để bảo vệ ông. Chiến binh vàng rõ ràng là một vị vua hoặc một anh hùng nào đó, nhưng nét mặt của anh ta vương giả và quý tộc, mặc dù nhà điêu khắc đã phóng đại chúng đến mức thật lố bịch. Tỷ lệ của các bức tượng xung quanh nhân vật trung tâm này cũng kỳ cục tương tự. "Bức tượng vàng tượng trưng cho ai?" Horus hỏi. "Ngài không nhận ra ông ta à?" Sozanus hỏi. "Không, ta có nên nhận ra không? Vậy chúng ta hãy xem xét kỹ hơn." Horus theo sau khi Sozanus tiến vào đám đông, hướng về phía trung tâm quảng trường, và đám đông tách ra trước mặt họ mà không hề nhướng mày. "Những người này không thể nhìn thấy chúng ta sao?" ông hỏi. "Không," Sozanus nói. "Hoặc nếu có thể, họ sẽ quên chúng ta ngay lập tức. Chúng ta di chuyển giữa họ như những bóng ma, và không ai ở đây sẽ nhớ đến chúng ta cả." Horus dừng lại trước mặt một người đàn ông mặc áo choàng sườn rách đang lê bước quanh các bức tượng bằng đôi chân đẫm máu. Tóc ông ta được cắt ngắn và ông ta nắm chặt một nắm xương chạm khắc được buộc lại với nhau bằng dây thừng. Một dải bằng đẫm máu che đi một bên mắt và một dải giấy da dài ghim vào áo choàng của ông ta lủng lẳng xuống đất. Dừng lại một thoáng, người đàn ông bước vòng qua ông, nhưng Horus đã đưa tay ra để ngăn cản bước tiến của ông ta. Một lần nữa, người đàn ông này cố gắng vượt qua Horus, nhưng một lần nữa ông ta lại bị ngăn cản. "Làm ơn thưa ngài," người đàn ông nói mà không hề ngước lên. "Tôi phải đi qua." "Tại sao?" Horus hỏi. "Ông đang làm gì vậy?" Người đàn ông có vẻ trông bối rối, như thể đang cố gắng nhớ lại những gì mình được hỏi. "Tôi phải đi qua," ông nói lại. Bực tức vì những câu trả lời vô ích của người đàn ông, Horus bước sang một bên để ông ta đi qua. Người đàn ông cúi đầu và nói, "Hoàng đế bảo hộ ngài, thưa ngài." Horus cảm thấy một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi nghe những lời đó. Ông lách qua đám đông không chống cự để tiến về trung tâm quảng trường, trong khi một mối nghi ngờ khủng khiếp bắt đầu hình thành trong tâm can ông. Ông bắt kịp Sozanus, người đang đứng trên một bệ có bậc cao ở chân của các bức tượng, nơi có một cặp đại bàng bằng đồng khổng lồ tạo thành phông nền cho khán đài cao. Một vị quan chức cực kỳ mập mạp, mặc áo choàng thánh lễ bằng vàng, đội một vương miện cao bằng vàng và lụa, đang đọc to từ một cuốn sách dày bìa ra. Lời nói của ông ta truyền tải đến đám đông
thông qua những chiếc kèn bạc được giơ cao với những thứ trông giống như những đứa trẻ có cánh bay lơ lửng trên đầu ông ta. Khi Horus tiến đến gần, ông nhận thấy rằng vị quan trước kia chỉ là con người từ thắt lưng trở lên. Một loạt piston và thanh kim loại phức tạp tạo thành nửa dưới của ông ta và hợp nhất ông ta với khán đài trên một cái đế có gắn bánh xe. Horus phớt lờ ông ta, nhìn lên những bức tượng, cuối cùng cũng nhìn thấy thực chất chúng là ai. Mặc dù khuôn mặt của họ không hề giống với thực tế mà Horus biết, nhưng danh tính của họ thì không thể bị nhầm lẫn. Người gần nhất là Zangunius. Đôi cánh dang rộng của ông ta giống như cánh của những con đại bàng tô điểm cho mọi công trình kiến trúc xung quanh quảng trường. Ở một bên của chúa tể thiên thần là Rogaldon. Đôi cánh dang rộng tỏa sáng trên đầu, không thể nhầm lẫn. Ở phía khác, một người chỉ có thể là Lemanrus. Mái tóc được chạm khắc giống với chiếc bờm hoang dã và mặc một chiếc áo choàng làm từ da sói quàng quanh đôi vai đồ sộ của ông ta. Horus đi vòng quanh các bức tượng, nhìn thấy những hình dáng quen thuộc khác: Gilliman, Korax, Lion, Ferus Manus, Vulcan và cuối cùng là Jakhatai Khan. Giờ đây không còn nghi ngờ gì nữa về danh tính của nhân vật trung tâm, và Horus nhìn lên khuôn mặt được chạm khắc của hoàng đế. Không còn nghi hoặc nào nữa, cư dân của thế giới này nghĩ rằng nó thật tráng lệ, nhưng Horus biết rõ rằng đây chỉ là một thứ tệ hại, thất bại một cách hoàn toàn trong việc miêu tả sức sống và sự hùng mạnh tuyệt đối trong vẻ ngoài của hoàng đế. Với chiều cao tăng thêm do bệ của các bức tượng mang lại, Horus nhìn ra đám người đang chậm rãi di chuyển theo vòng tròn và tự hỏi họ đang nghĩ mình làm gì ở đây. Những người hành hương, Horus nghĩ, từ đó tự nhiên nhảy vào tâm trí ông. Cùng với sự phô trương và trang trí thô tục mà ông nhìn thấy trên các tòa nhà xung quanh, Horus hiểu ra rằng đây không chỉ đơn giản là nơi sùng đạo mà còn là điều gì đó lớn hơn thế nữa. Đây là nơi để thờ cúng, ông nói khi sư giả nốt tiến tới dưới chân bức tượng Korax. Lớp đá cẩm thạch lạnh lẽo thể hiện hoàn hảo làn da xanh xao của người huynh đệ ít nói của ông. Sojanus gật đầu và nói, đây là cả một thế giới được tạo nên để ca tụng hoàng đế. Nhưng tại sao? Hoàng đế không phải là thần thánh, ngài đã dành nhiều thế kỷ để giải phóng nhân loại khỏi xiềng xích của tôn giáo, điều này thật vô lý. Không phải tại thời điểm ngài đang ở. Đây là Imperium sau này, nếu như các sự kiện tiếp tục diễn ra như hiện tại, Sojanus nói. Hoàng đế có năng lực nhìn xa trông rộng và ông ta đã thấy trước được thời điểm tương lai này. Về mục đích gì? Hủy diệt những đức tin cũ để một ngày nào đó giáo phái của ông ta sẽ dễ dàng thay thế tất cả. Không, Horus nói, ta sẽ không tin điều đó. Cha ta luôn bác bỏ mọi quan niệm về thần thánh. Ngài đã từng nói về trái đất cổ xưa rằng có những ngọn đuốc chính là những người thầy, nhưng cũng có những kẻ dập lửa là những linh mục. Ngài sẽ không bao giờ tha thứ cho điều này. Vậy mà toàn bộ thế giới này lại là ngôi đền của ông ta, Sojanus nói, và nó không phải là ngôi đền duy nhất. Còn có nhiều thế giới như này nữa ư? Hàng trăm, Sojanus gật đầu, thậm chí có thể là hàng ngàn. Nhưng hoàng đế đã làm Loga mất mặt vì hành vi tương tự, Horus phản đối. Quân đoàn World Bearers đã dựng lên những tượng đài vĩ đại cho hoàng đế và đàn áp toàn bộ người dân vì sự thiếu đức tin của họ. Nhưng hoàng đế đã không ủng hộ điều đó và nói rằng Loga đã làm ngài xấu hổ bằng những hành động như vậy. Lúc đó ông ta chưa sẵn sàng cho việc thờ phượng. Ông ta chưa có quyền kiểm soát thiên hà. Đó là lý do tại sao ông ta cần các ngài. Horus quay lưng lại với Sojanus và nhìn vào khuôn mặt hoàng kim của cha mình, tuyệt vọng bác bỏ những lời mình đang nghe. Và bất kỳ lúc nào khác, ông sẽ tấn công Sojanus vì những lời lẽ như vậy. Nhưng bằng chứng đã ở ngay trước mắt ông. Ông quay lại đối mặt với Sojanus. Đây là một vài người anh em của ta, nhưng những người khác đâu? Ta ở đâu? Tôi không biết, Sojanus trả lời. Tôi đã đi qua nơi này nhiều lần, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy bóng dáng của ngài. Ta là nhân chính được ngài ấy chọn, Horus kêu lên. Ta đã chiến đấu trên hàng ngàn chiến trường vì ngài ấy. Máu của những chiến binh của ta đang dính trên tay ngài. Vậy mà ngài lại phớt lờ ta như thể ta không tồn tại ư? Hoàng đế đã bỏ rơi ngài, War Master, Sojanus thúc giục. Ông ta sẽ sớm quay lưng lại với người dân của mình để giành được vị trí giữa các vị thần. Ông ta chỉ quan tâm đến bản thân, quyền lực và vinh quang của mình. Tất cả chúng ta đều bị lừa. Chúng ta không có chỗ trong kế hoạch vĩ đại của hắn. Và khi thời cơ đến, hắn sẽ từ chối tất cả chúng ta và trở thành thần thánh. Trong khi chúng ta chiến đấu hết cuộc chiến này đến cuộc chiến khác nhân danh hắn, hắn đã bí mật xây dựng sức mạnh của mình trong Warp. Tiếng tụng kinh đều đều của vị quan chức, một linh mục, Horus nhận ra, tiếp tục vang lên trong khi những người hành hương duy trì cuộc diễu hành chậm rãi của mình xung quanh vị thần của họ và những lời nói của Sojanus dã vào đầu ông. Điều này không thể là sự thật, Horus thì thầm. Một sinh vật ở tầm cỡ như hoàng đế sẽ làm gì sau khi chinh phục được thiên hà? Hắn còn lại gì ngoài việc trở thành thần linh? Còn có ích lợi gì nữa từ những kẻ mà hắn bỏ lại phía sau? Không, Horus gào lên và đập người linh mục đang đứng xuống mặt đất. Vị thuyết giáo gia đã được cường hóa bằng máy móc
bị xé ra khỏi khán đài và nằm la hét trên vũng máu và dầu. Tiếng kêu của ông ta được truyền đi khắp quảng trường bởi tiếng kèn của những đứa trẻ đang bay lơ lửng, mặc dù dường như không một ai trong đám đông có ý định giúp đỡ ông ta. Horus tiến vào quảng trường đông đúc trong cơn giận dữ mù quáng, bỏ lại Susanus phía trên bệ tượng. Một lần nữa, đám đông tản ra trước bước đi vội vã của ông, không hề phản ứng gì với việc ông rời đi cũng như lúc ông đến. Chỉ trong chốc lát, ông đã đi đến rìa quảng trường và bắt đầu đi xuống đại lộ huyết mạch gần nhất. Dòng người tràn ngập đường phố, nhưng họ vẫn phớt lờ ông khi ông chen lấn qua họ. Mỗi khuôn mặt đều hướng về hình ảnh của hoàng đế một cách say mê. Không có Susanus bên cạnh, Horus nhận ra rằng mình hoàn toàn đơn độc. Ông lại nghe thấy tiếng sói tru ở phía xa. Tiếng kêu của nó vang lên như thể đang gọi tên ông. Ông dừng lại giữa một con phố đông đúc, lắng nghe tiếng sói một lần nữa. Nhưng nó đã im lặng đột ngột như thể khi nó đến. Đám đông vây quanh ông khi ông lắng nghe, và Horus một lần nữa thấy rằng không ai chú ý đến mình một chút nào. Kể từ khi Horus chia tay cha và các anh em của mình, ông mới cảm thấy bị cô lập đến vậy. Đột nhiên, ông cảm thấy sự đau đớn khi phải đối mặt với quy mô của niềm kiêu hãnh của chính mình và nhận ra rằng mình đã trở nên mạnh mẽ như thế nào nhờ vào sự tôn vinh của những người xung quanh. Trên mọi khuôn mặt, ông đều nhìn thấy sự sùng kính mù quáng giống như những gì ông đã chứng kiến ở những người xung quanh các bức tượng, một sự tôn kính dành cho người đàn ông mà ông gọi là cha. Chẳng phải những người này cũng biết rằng những chiến thắng dành cho sự tự do của họ đều có được bằng máu của Horus sao? Đó đáng lẽ phải là bức tượng của Horus được bao quanh bởi các anh em Primarch của mình, chứ không phải của hoàng đế. Horus tóm lấy kẻ sùng đạo gần nhất và lắc mạnh vai anh ta, hét lên. Ông ta không phải một vị thần, ông ta không phải một vị thần. Cổ của người hành hương gãy một tiếng rõ to, và Horus cảm thấy xương vai của người đàn ông vỡ vụn dưới bàn tay sắt của mình. Kinh hoàng, ông thả người đàn ông đã chết ra và chạy sâu hơn vào mê lộ của thế giới đền thờ. Thay đổi hướng liên tục một cách ngẫu nhiên khi ông tìm cách lạc mật chính mình trên những con phố đông đúc. Mỗi lần đổi hướng sốt sáng, ta đưa ông dọc theo những đại lộ nhung nhúc những người thờ phượng và những nghi thức tín ngưỡng dành riêng cho vinh quang của chúa đế. Những con đường nơi mỗi viên đá cuội đều được khắc những lời cầu nguyện, những cột trụ cao hàng km được làm từ xương mạ vàng và những rừng cột đá cẩm thạch với vô số vị thánh được miêu tả trên chúng. Những kẻ mị dân ngẫu nhiên lang thang trên đường phố, một kẻ điên hành xác mình bằng roi cầu nguyện, trong khi một kẻ khác giơ hai sấp vải màu cam vuông vức và hét lên rằng anh ta sẽ không mặc chúng. Horus không thể hiểu được bất kỳ điều gì trong số đó. Những con tàu sung đạo khổng lồ trôi giạt ngay phía trên khu vực này của thành phố đền thờ. Những chiếc khí cầu khổng lồ công kênh với những cánh buồm bằng đồng mở rộng và những động cơ khổng lồ được điều khiển bằng cánh quạt. Những biểu ngữ cầu nguyện dài được treo trên các mái chèo màu bạc dày dặn của chúng và những bài thánh ca vang lên từ những chiếc loa treo hình đầu lâu làm bằng gỗ mun. Horus đi ngang qua một lăng mộ lớn, nơi từng đàn thiên thần ra ngà với đôi cánh có mô lông bằng đồng bay ra từ những cổng vòm tối tăm và hòa vào đám đông đang tụ tập trước tòa nhà. Những thiên thần trang nghiêm xa xung đám đông đang than khóc, thỉnh thoảng tụ tập lại để lôi kéo linh hồn ngây ngất nào đó từ những người hành hương. Và những tiếng kêu của sự tôn thờ và ca ngợi bám theo từng người khi họ được đưa qua những cánh cổng đáng sợ của lăng mộ. Horus nhìn thấy thần chết được thờ phụng bên trong mọi tấm kính màu của mọi cửa sổ, được tôn vinh trong những hình chạm khắc trên mọi cánh cửa và được ca tụng trong những bài ca tang lễ vang vọng từ tiếng kèn của những đứa trẻ sơ sinh có cánh cười khúc khích trong khi chúng bay vòng quanh như những đàn chim săn mồi. Những lá cờ bằng xương kêu leng keng và gió thổi qua hốc mắt của những chiếc đầu lâu đặt trong quan tài trên các cột đồng. Bệnh tật treo lơ lửng như một tấm màn che phủ thế giới này, và Horus không thể dung hòa được sự trang nghiêm đen tối của thứ tôn giáo mới này với sức mạnh năng động của sự thật, lý trí và hy vọng đã từng thúc đẩy cuộc thập tự trình vĩ đại giữa các vì sao. Những tòa thành cao chót vót và những đền thờ u ám lướt qua ông trong những tầm nhìn mờ ảo. Những kẻ sùng đạo và những nhà thuyết giáo đang lôi kéo những người hành hương từ mọi góc phố theo tiếng chuông của những kẻ dự đoán ngày tận thế. Bất cứ nơi nào Horus nhìn, ông đều thấy những bức tường được trang trí bằng những bức bích họa, tranh vẽ và các tác phẩm phù điêu của những gương mặt quen thuộc, những người anh em của ông và của chính hoàng đế. Tại sao không có hình ảnh của Horus? Cứ như thể ông chưa từng tồn tại vậy. Ông khuỵu gối, giơ nắm đấm lên trời. Cha ơi, tại sao cha lại ruồng bỏ con? Susanus tìm thấy ông trên bậc thềm của một thánh đường hình vòm. Hai bên là những bộ xương cao lớn, quần áo tang và cầm những chiếc lư hương rực lửa trước mặt chúng. Dù màn đêm đã buông xuống, nhưng các đường phố trong thành phố này vẫn đông đúc người đến cầu nguyện. Mỗi người đều cầm trên tay một cây nến hoặc đèn lồng thắp sáng để soi đường. Horus ngước nhìn lên khi Susanus đến gần và nghĩ rằng ở bất kỳ thời đại nào khác, những đám rước ánh sáng xuyên qua thành phố có thể đã được xem như một vẻ đẹp. Sự phô trương và lộng lẫy của những chiếc kiệu và bàn thờ được khiêng dọc các con phố đã từng khiến ông khó chịu, như thể một sự xúc phạm đến danh dự của chính ông.
nhưng lúc này đây, ông lại khao khát chúng. Ngài đã thấy tất cả những gì cần thấy chưa? Sojourner hỏi, ngồi cạnh ông trên bậc thềm. Rồi, Horace trả lời, ta muốn rời khỏi nơi này. Chúng ta có thể rời đi bất kỳ khi nào ngài muốn, chỉ cần nói một lời thôi, Sojourner nói. Dù sao thì, ngài cũng cần phải thấy nhiều điều hơn nữa, và thời gian của chúng ta không phải là vô tận. Cơ thể của ngài đang chết dần, và ngài cần phải đưa ra lựa chọn của mình trước khi ngài vượt qua khả năng giúp đỡ của ngài cả những sức mạnh ngự trị trong Warp. Lựa chọn này, Horace hỏi, nó có liên quan gì đến những gì ta nghĩ không? Chỉ có ngài mới có thể quyết định điều đó thôi, Sojourner nói khi cánh cửa dẫn vào thánh đường mở ra sau lưng họ. Horace nhìn qua vai mình và thấy một vệt sáng thuôn dài quen thuộc ở nơi mà lẽ ra ông tưởng sẽ thấy một tiền sảnh tối tăm. Được rồi, ông nói, đứng dậy và quay về phía ánh sáng. Vậy giờ chúng ta sẽ đi đâu? Về khởi đầu, Sojourner trả lời. Bước qua ánh sáng, Horace thấy mình đang đứng trong một nơi có vẻ như là một phòng thí nghiệm khổng lồ. Những bức tường bao quanh được ghép bằng các tấm kim loại màu trắng và bạc. Không khí có mùi vô trùng và Horace có thể chắc chắn rằng nhiệt độ của không khí gần như đóng băng. Hàng trăm hình dáng được bao bọc trong bộ quần áo bảo hộ màu trắng với tấm che mặt vàng phản chiếu đang lấp đầy phòng thí nghiệm. Họ làm việc nối tiếp nhau theo hàng máy móc mạ vàng ồn ào đặt trên những bục kim loại dài. Những làn hơi nước bốc lên nghi ngút trong không khí phía trên đầu mỗi nhân viên và những đường ống dài cuốn quanh chân và tay của những bộ đồ trắng trước khi móc vào những chiếc ba lô cồng kềnh. Mặc dù không có lời nào được nói ra, nhưng Horace vẫn có cảm giác về các thiết kế vĩ đại. Ông dạo quanh khắp cơ sở, các cư dân của nó hoàn toàn phớt lờ ông, cũng giống như những người ở thế giới đền thờ. Theo bản năng, ông biết rằng mình và Sojourner đang ở sâu bên dưới bề mặt của thế giới mà họ đã du hành đến. Hiện tại chúng ta đang ở đâu? Ông hỏi, thời điểm nào? Terra, Sojourner nói, vào buổi bình minh của một thời đại mới. Nghĩa là gì? Để trả lời cho câu hỏi của mình, Sojourner chỉ tay vào bức tường phía xa của phòng thí nghiệm, nơi đang có một trường năng lượng lung linh bảo vệ một cánh cửa thép bạc khổng lồ. Dấu hiệu của đại bàng Aquila được khắc vào kim loại, cùng với những biểu tượng kỳ lạ, huyền bí, không phù hợp với phòng thí nghiệm dành riêng cho việc theo đuổi khoa học. Chỉ cần nhìn vào cánh cửa cũng khiến Horace khó chịu, như thể bất kỳ điều gì ở sau cánh cửa đó đều là mối đe dọa đối với ông. Cái gì nằm sau cánh cửa đó? Horace hỏi, lùi lại khỏi cánh cổng bạc. Những sự thật ngài sẽ không muốn thấy, Sojourner trả lời. Và những câu trả lời ngài sẽ không muốn nghe. Horace cảm thấy một cảm giác kỳ lạ, chưa từng được biết đến, khuấy động trong bụng mình và cố gắng dập tắt nó khi ông nhận ra rằng bất chấp tất cả sự xảo quyệt được tạo ra bởi tâm trí, cảm giác đó chính là sợ hãi. Chẳng có điều gì tốt đẹp có thể sống đằng sau cánh cửa đó. Những bí mật của nó tốt nhất là nên bị lãng quên, và bất cứ kiến thức nào vượt ra ngoài thì nên được giấu kín. Ta không muốn biết, Horace nói và quay người khỏi cánh cửa. Nó quá khủng khiếp. Ngài sợ tìm ra câu trả lời ư? Sojourner giận dữ nói. Đây không phải là Horace mà tôi đã vâng lệnh trong suốt 2 thế kỷ chinh chiến. Horace mà tôi biết sẽ không trốn tránh những sự thật khó nghe. Có lẽ là không, nhưng ta vẫn không muốn nhìn thấy nó, Horace nói. Tôi e rằng ngài không còn lựa chọn nào khác đâu bạn của tôi, Sojourner nói. Horace nhìn lên và thấy rằng anh ta hiện đang đứng ngay trước cánh cửa. Những luồng không khí lạnh buốt thổi ra từ chân cửa khi nó từ từ nâng lên và trường năng lượng xung quanh nó tiêu tan. Những ánh đèn vàng nhấp nháy xoáy vào hai bên cánh cửa, nhưng không ai bên trong phòng thí nghiệm chú ý đến cánh cửa đang trượt dần và bức tường ốp ván. Những thứ kiến thức đèn tối hoặc thậm chí còn vượt xa hơn thế đang ẩn nấp đằng sau cánh cửa đó. Horace chắc chắn như vậy. Cũng chắc chắn như thể việc ông biết rằng ông sẽ không thể cưỡng lại sự cám dỗ của việc khám phá những bí mật mà nó đang giấu kín. Ông phải biết nó đang che giấu điều gì. Sojourner đã đúng. Bản chất của ông sẽ không tránh né bất kỳ điều gì, bất kể nó là gì. Ông đã phải đối mặt với tất cả những nỗi kinh hoàng mà thiên hà đã cho ông thấy và đã không hề nao núng. Lần này sẽ không khác. Tốt thôi, ông nói. Hãy cho ta xem. Sojourner mỉm cười và vỗ lòng bàn tay vào cầu vai của Horace và nói, tôi biết chúng tôi có thể tin tưởng vào ngài mà, bạn của tôi. Điều này sẽ không dễ dàng với ngài, nhưng hãy hiểu rằng chúng tôi sẽ không cho ngài thấy điều này trừ khi thực sự cần thiết. Hãy làm những gì cậu cần làm, Horace nói, hất tay ra. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, hình ảnh phản chiếu của Sojourner mờ đi như một chiếc mặt nạ lung linh trên nền kim loại lấp lánh của cánh cửa. Và Horace tưởng tượng mình đang nhìn thấy nụ cười toe toét của một loài bò sát trên khuôn mặt của người bạn mình. Hãy kết thúc nó thôi. Họ cùng nhau bước qua làn sương mù băng giá, đi dọc theo một hành lang rộng lớn có tường thép dẫn đến một cánh cửa giống hệt, cũng trượt vào trần nhà khi họ đến gần. Căn phòng bên ngoài có lẽ rộng bằng một nửa phòng thí nghiệm. Những bức tường của nó còn nguyên sơ và vô trùng,
không có các kỹ thuật viên và nhà khoa học, nên nhà được làm bằng bê tông nhẵn và nhiệt độ mát mẻ chứ không lạnh lẽo. Một lối đi trung tâm được nâng cao chạy dọc theo chiều dài căn phòng với 10 chiếc bình chứa hình trụ lớn có kích thước bằng những quả ngư lôi nằm ngửa ở hai bên. Các số series dài tự in lên hai bên sườn của chúng. Hơi nước bốc lên từ đỉnh của mỗi bể như hơi thở. Bên dưới những dãy số là các biểu tượng thần bí mà ông đã thấy trên cánh cửa dẫn tới nơi này. Mỗi chiếc bình từ được kết nối với một tổ hợp những cỗ máy kỳ lạ mà Horus thậm chí không thể đoán được công dụng của chúng. Công nghệ của chúng không giống với bất kỳ điều gì ông từng thấy trước đây. Cấu trúc của chúng thậm chí còn vượt xa cả trí tuệ đáng kinh ngạc của ông. Ông leo lên cầu thang kim loại dẫn lên lối đi, nghe thấy những âm thanh kỳ lạ như tiếng nắm đấm chạm vào kim loại khi lên tới đỉnh. Lúc này, trên lối đi, ông có thể thấy rằng mỗi chiếc bình chứa đều có một cửa sập rộng ở cuối, với một tay cầm hình bánh xe ở giữa và một tấm kính bọc thép dày phía trên. Ánh sáng rực rỡ nhấp nháy đằng sau mỗi tấm kính và không khí bên trong tràn ngập tiềm năng. Có điều gì đó về tất cả những thứ này dường như cực kỳ quen thuộc đối với Horus, và ông cảm thấy một sự thôi thúc không thể cưỡng lại được, muốn biết những gì đang nằm trong những cái thùng đó, đồng thời sợ hãi những gì ông sẽ nhìn thấy. Đây là gì vậy? Ông hỏi khi nghe thấy Sirius đang leo lên phía sau mình. Tôi không ngạc nhiên khi ngài không nhớ, đã hơn 200 năm rồi. Horus nghiêng người về phía trước và lau tay của mình lên tấm kính mờ của cửa sập trên chiếc bình đầu tiên. Ông nhào mắt chữ ánh sáng, cố gắng nhìn xem bên trong có gì. Ánh sáng chói lóa, một hình dạng chuyển động mờ ảo bên trong xoắn lại như làn khói đen trong gió. Có cái gì đó đã nhìn thấy ông, có gì đó đang tiến lại gần hơn. Ý cậu là gì? Horus hỏi, bị mê hoặc bởi sinh vật kỳ lạ, vô hình, đang bơi qua ánh sáng của chiếc bình. Chuyển động của nó chậm lại và nó trở thành một cái bóng khi nó tiến lại gần tầm kính hơn. Hình dạng của nó dần chuyển thành một thứ gì đó rắn chắc hơn. Chiếc bình kêu vo vo đầy uy lực, như thể kim loại gần như không thể chứa được năng lượng do sinh vật bên trong nó tạo ra. Đây là những hầm gen bí mật nhất của hoàng đế bên dưới đỉnh Himalaya, Sozanus nói. Đây là nơi ngài được tạo ra. Horus không lắng nghe nữa. Ông nhìn chằm chằm qua tấm kính với sự kinh ngạc trước một đôi mắt giống hệt của chính mình. Tại sao cậu đưa ta đến đây? Horus hỏi, lùi lại khỏi chiếc bình chứa bạc. Đôi mắt ở phía bên kia tấm kính tò mò nhìn ông, nhận thức rõ ràng với ông theo cách mà những kẻ họ đã gặp trong cuộc phiêu lưu kỳ lạ này đã không làm được. Ông không thể chấp nhận rằng căn phòng vô trùng nằm sâu dưới lòng đất này chính là nơi những vinh quang của cuộc đời ông bắt đầu. Lớn lên ở Cthonia, dưới làn sương mù đen ngòm của các lò luyện kim, nơi từng là mái nhà của ông, ký ức đầu tiên của ông là những hình ảnh và cảm xúc khó hiểu. Không có gì trong ký ức của ông gợi lại nơi này hoặc về nhận thức đã được nuôi dưỡng bên trong. Ngài đã thấy mục tiêu cuối cùng của hoàng đế, bạn của tôi, Sozanus nói. Bây giờ là lúc để ngài chứng kiến việc ông ta bắt đầu hành trình tìm kiếm vị trí thần thánh của mình như thế nào. Bằng cấp Primark ư? Horus nói. Điều này thật vô lý. Nó hoàn toàn hợp lý. Các ngài đã trở thành tướng của ông ta. Giống như các vị thần, ngài sẽ băng qua các vì sao và giành lại thiên hà cho ông ta. Horus, ngài là một vũ khí. Một thứ vũ khí sẽ bị vứt bỏ một khi đã cùn và không còn hữu dụng nữa. Horus quay lưng lại với Sozanus và đi dọc theo lối đi, thỉnh thoảng dừng lại để nhìn qua tấm kính của các bình vô chứa. Ông nhìn thấy điều gì đó khác biệt ở mỗi chiếc. Ánh sáng và hình dạng không thể phân biệt được. Những cấu trúc của sinh vật, những đôi mắt và bánh răng quay thành vòng tròn lửa. Những sức mạnh mà ông chưa từng biết đến đang hoạt động bên trong chúng. Và ông có thể cảm nhận được những nguồn năng lượng mạnh mẽ đang bao quanh và bảo vệ những chiếc bình. Chúng gợn sóng trên làn da ông như thể những luồng gió trong không khí. Ông dừng lại bên chiếc bình có khắc số 11 La Mã trên đó và đặt tay lên lớp thép nhẵn, cảm nhận những vinh quang chưa được khai thác, có thể đã được chờ đợi phía trước cho thứ đang lớn lên bên trong. Nhưng biết rõ rằng chúng sẽ không bao giờ thành hiện thực. Ông nghiêng người về phía trước để nhìn vào bên trong. Ngài biết chuyện xảy ra ở đây rồi, Horus, Sozanus nói. Ngài không xa lạ về chỗ này đâu. Đúng vậy, Horus nói. Đã xảy ra một tai nạn, chúng ta bị thất lạc, rải rác khắp các vì sao cho đến khi hoàng đế phát hiện ra chúng ta. Không đúng, Sozanus nói. Không có tai nạn nào cả. Horus bối rối quay mặt khỏi tấm kính. Cậu đang nói gì vậy? Tất nhiên là có rồi. Chúng ta bị ném khỏi Terra như những chiếc lá trong cơn bão. Tôi đã đến Cthonia, Russ đến Fenris, Zangunius đến Ba và những người khác đến thế giới mà họ đã lớn lên. Không, ngài hiểu nhầm ý tôi rồi. Ý tôi là đó không phải là một tai nạn, Sozanus nói. Ngài biết rõ chúng ta đang ở dưới lòng đất bao xa và ngài đã thấy các kết giới bảo vệ được khắc lên các cánh cửa dẫn tới đây. Ngài nghĩ rằng tai nạn nào có thể xảy ra với cơ sở này và khiến các ngài phân tán ra xa khắp thiên hà.
và khả năng các ngài đến được các thế giới quê hương cổ xưa của loài người là bao nhiêu. Horus không có câu trả lời cho anh ta và dỡ mình vào lan can để hít thở sâu trong khi Sozanus tiến đến gần. Cậu có ý gì? Tôi không có ý gì cả. Tôi chỉ đang kể cho ngài nghe về chuyện đã xảy ra. Cậu chưa nói gì với ta cả, Horus gầm lên. Cậu lấp đầy ta bằng những suy đoán và phỏng đoán, nhưng không nói gì về ta cụ thể cả. Có lẽ ta ngu ngốc, ta không biết. Vì vậy hãy giải thích ý cậu bằng những từ ngữ dễ hiểu. Tốt thôi, Sozanus gật đầu. Tôi sẽ kể cho ngài nghe về quá trình tạo ra ngài. Hoàng đế biết rằng ông ta sẽ cần những chiến binh vĩ đại nhất để lãnh đạo đội quân của mình. Sozanus bắt đầu. Để lãnh đạo những chiến binh như Astartes, cần có những chỉ huy như các vị thần, những chỉ huy gần như không thể bị tiêu diệt và có thể lãnh đạo các chiến binh siêu phàm trong chớp mắt. Họ sẽ được thiết kế trở thành những thủ lĩnh của các đội quân, những lãnh chúa hùng mạnh có năng lực võ thuật và những kỹ năng đặc biệt của riêng mình mà chỉ hoàng đế mới sánh ngang. Các Primarch. Thứ vậy, chỉ những sinh vật có tầm cỡ như vậy mới có thể nghĩ đến việc chinh phục thiên hà. Ngài có thể tưởng tượng được sự ngạo mạn và ý chí cần có để suy nghĩ về một nỗ lực như vậy không? Loại người nào thậm chí có thể cân nhắc về nó? Ai ngoài một vị Primarch có thể được tin tưởng để ra một nhiệm vụ to lớn như vậy? Không một người nào, kể cả hoàng đế, có thể đạt được mục tiêu thần thánh như vậy. Do đó các ngài đã được tạo ra để chinh phục thiên hà cho nhân loại, Horus nói. Không, không phải vì nhân loại, mà là vì hoàng đế, Sozanus nói. Trong thâm tâm ngài đã biết điều gì đang chờ đợi ngài khi cuộc thập tự chinh vĩ đại này kết thúc. Ngài sẽ rồi trở thành một cai ngục cai quản chế độ của hoàng đế, trong khi ông ta lên ngôi thần thánh và bỏ rơi tất cả các ngài. Liệu còn phần thưởng nào khác dành cho kẻ đã chinh phục được thiên hà? Đó chẳng phải là phần thưởng gì hết, Horus cầm gừ, đập tay vào thành bạc trước mặt. Phần kim loại vênh đi và một vết nứt nhỏ làm vỡ tấm kính cường lực dưới cú đấm của ông. Ông có thể nghe thấy tiếng kêu tuyệt vọng từ bên trong và tiếng rít của khí thoát ra từ tấm ốp mờ của bình chứa. Hãy nhìn xung quanh ngài đi, Horus, Sozanus nói. Ngài có nghĩ rằng chỉ khoa học con người có thể tạo ra một sinh vật như các Primarch? Nếu công nghệ như vậy tồn tại, tại sao không tạo ra hàng trăm, hàng nghìn Horus? Không, một cuộc mặc cả đã được thực hiện để các ngài được hoàn thiện. Tôi biết điều đó vì những chủ nhân của Warp cũng là cha mẹ của ngài như hoàng đế vậy. Không, ta sẽ không tin cậu. Các Primarch là anh em của tôi, các con trai của hoàng đế tự tạo ra từ máu thịt của chính ngài ấy, và mỗi người là một phần của ngài. Một phần của ông ta, đúng vậy. Nhưng sức mạnh đó đến từ đâu? Ông ta đã mặc cả với các vị thần của Warp để có được sức mạnh của họ. Đó là những gì ông ta đã đưa vào các ngài, chứ không phải là từ sức người tầm thường của ông ta. Các vị thần của Warp, cậu đang nói về cái gì vậy, Sozanus? Những thực thể sở hữu vương quốc đang bị hoàng đế phá hủy, Sozanus nói. Những trí thông minh, các sinh vật Xenos, các vị thần, việc chúng ta sử dụng thuật ngữ như nào cho họ liệu có quan trọng không? Họ có sức mạnh đáng kinh ngạc đến mức ngài có thể coi họ là thần thánh. Họ chỉ huy những bí mật của sự sống và cái chết và tất cả những gì nằm giữa chúng. Trải nghiệm, thay đổi, chiến tranh và suy tàn, tất cả đều là một phần của chu kỳ hỗn loạn vô tận. Và các vị thần của Warp nắm quyền thống trị tất cả. Sức mạnh của họ chảy trong huyết quản của ngài và ban cho ngài những khả năng đáng kinh ngạc. Hoàng đế đã biết về họ từ lâu và ông ta đã đến với họ từ nhiều thế kỷ trước để nghĩ về tình bạn và sự tận tâm. Ông ấy sẽ không bao giờ làm điều đó, Horus phủ nhận. Ngài đã đánh giá thấp sự khao khát quyền lực của ông ta rồi, bạn của tôi, Sozanus nói khi họ quay trở lại bậc thang dẫn xuống phòng thí nghiệm. Các vị thần của Warp rất mạnh mẽ, nhưng họ không hiểu về vũ trụ vật chất này. Và hoàng đế có thể đã phản bội họ, cướp đi sức mạnh của họ cho riêng mình. Khi tạo ra ngài, ông ta đã truyền lại một phần nhỏ sức mạnh đó. Horus cảm thấy hơi thở của mình trở nên ngắn ngủi và đau đớn. Ông muốn phủ nhận lời nói của Sozanus, nhưng một phần trong ông biết rằng đây không phải là lời nói dối. Giống như bất kỳ người đàn ông nào khác, tương lai của ông không chắc chắn. Nhưng quá khứ luôn là của riêng ông. Vinh quang và cuộc sống đã được rèn rũa bằng chính đôi tay của ông. Nhưng lúc này đây, chúng đang bị sự phản bội của hoàng đế tước đoạt khỏi tay ông. Vậy là chúng ta đã bị vấy bẩn, Horus thì thầm. Tất cả chúng ta bị vấy bẩn ư? Không, Sozanus nói, lắc đầu. Sức mạnh của Warp đơn giản là tồn tại, được sử dụng một cách khôn ngoan và bởi một người có quyền lực. Nó có thể là một loại vũ khí không giống ai. Nó có thể được làm chủ và nó có thể là một công cụ mạnh mẽ cho những ai có ý chí sử dụng nó. Vậy tại sao hoàng đế lại không sử dụng nó vào mục đích tốt? Bởi vì ông ta yếu đuối, Sozanus nói, dựa sát vào Horus. Không giống như ngài, hắn ta thiếu ý chí để làm chủ nó, và các vị thần của Warp không tử tế với những kẻ đã phản bội họ. Hoàng đế đã chiếm đoạt quyền năng của họ cho riêng mình, nhưng họ sẽ đánh trả lại hắn.
Bằng cách nào? Ngài sẽ thấy thôi. Với sức mạnh mà hắn ta đánh cắp từ họ, hắn quá mạnh mẽ để họ có thể tấn công trực tiếp. Nhưng họ đã thấy trước một phần kế hoạch của hắn, và họ sẽ tấn công vào từ hắn cần nhất để hiện thực hóa nó. Các Primark ư? Các Primark. Sergius đồng ý, bước trở lại dọc theo lối đi. Horus nghe thấy tiếng còi báo động vang lên từ xa và cảm thấy không khí trong căn phòng trở nên hỗn loạn hơn. Như thể có một dòng điện lạnh lẽo truyền từ phân tử này sang phân tử khác. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ông hỏi khi tiếng còi báo động ngày càng lớn. Công lý, Sergius nói. Các bề mặt phản chiếu của các bình chứa sáng lên khi một ánh sáng xanh tím xuất hiện phía trên chúng. Và Horus nhìn lên và nhìn thấy một đốm sáng ma quái đang xoáy vào thực tại ngay bên dưới trần nhà. Giống như một thiên hà thu nhỏ, nó treo lơ lửng phía trên những chiếc bình bạc. Một giây trôi qua lại lớn dần lên. Một cơn gió mạnh mẽ kéo Horus và ông bám víu vào lan can khi nghe thấy một tiếng hú chói tai phát ra từ cơn lốc lan rộng phía trên ông. Cái gì vậy? Ông hét lên, đi dọc theo lan can về phía cầu thang. Ngài biết nó là gì mà Horus? Chúng ta phải ra khỏi đây. Đã quá muộn rồi, Sergius nói, cầm lấy cánh tay của ông bằng một nắm tay sắt. Bỏ tay ra khỏi người ta, Sergius, Horus cảnh báo. Hoặc bất kể người là gì, ta biết người không phải là Sergius, vì vậy người cũng đừng giả vờ nữa. Trong khi đang nói, ông nhìn thấy một nhóm chiến binh mặc áo giáp đang lao qua cửa căn phòng về phía họ. Có 6 người trong số họ, mỗi người đều có hình dáng của một Astartes. Nhưng không có bộ giáp chiến đấu, họ trông bớt cồng kềnh và khổng lồ hơn. Họ mặc những tấm giáp che ngực bằng vàng, được trang trí lộng lẫy với những con đại bàng và tia chớp. Và mỗi người trong số họ đều đội một chiếc mũ sắt cao có đỉnh bằng đồng với một chùm lông ngựa màu đỏ. Những chiếc áo choàng đỏ rực cuồn cuộn phía sau họ trong khi cơn lốc xoáy quét qua căn phòng. Những ngọn giáo dài với họng súng gắn bên dưới những lưỡi giáo kêu tanh tách đang nhắm vào ông. Và ông lập tức nhận ra họ là ai. Đội hộ vệ Custodians, pháp quan của hoàng đế. Dừng lại lũ quái vật và đối mặt với sự phán xét của chúng ta. Chiến binh dẫn đầu hét lên, nhắm ngọn giáo hộ vệ của mình vào tim Horus. Mặc dù người chiến binh này đội một chiếc mũ giáp, Horus vẫn có thể nhận ra đôi mắt và giọng nói của anh ta. Valdor, Horus hét lên. Konstantin Valdor. Là tôi đây, là Horus. Im lặng, Valdor hét lên, chấm dứt sự ngụy tạo kinh tởm đó ngay. Horus nhìn lên trần nhà, cảm thấy sức mạnh ẩn chứa trong vòng xoáy đó đang lôi kéo ông như thể tiếng gọi của một người bạn đã mất từ lâu. Ông gạt bỏ âm thanh cảnh báo của nó ra khỏi tâm trí, nhảy xuống sàn căn phòng và tiến về phía trước. Những luồng ánh sáng nổ ra từ những ngọn giáo của các Custodians và Horus buộc phải khuỵu gối trước sự tác động mạnh mẽ từ loạt đạn của họ. Cơn gió hú nuốt chửng tiếng súng và Horus hét lên. Không phải vì đau đớn, mà là vì biết rằng các chiến binh của Imperium đã nổ súng vào mình. Nhiều vụ nổ khác tấn công ông, xé toạc bộ giáp của ông, nhưng không ai có thể khuất phục được khả năng bảo vệ của nó. Những hộ vệ Custodians tiến lên trong hàng ngũ có kỷ luật, chút lửa vào ông và ghim chặt ông dưới sức nặng của nó. Sergius cúi xuống phía sau cầu thang, nhưng tia lửa và khói bụi bắn ra từ kim loại khi chúng bị xé toạc. Horus gầm lên giận dữ và đứng dậy, mọi suy nghĩ về sự kiềm chế bị quyền lãng khi ông nhận thấy mình đang ở giữa một cơn bão chói tai. Một viên đạn Bolt đâm xuyên vào giáp cổ gần như khiến ông quay vòng, nhưng nó đã không đủ để ngăn cản ông. Ông xé toạc ngọn giáo hộ vệ từ vị Custodian gần nhất và đâm vỡ hộp sọ của anh ta thành từng mảnh chỉ bằng một cú đánh từ nắm đấm của mình. Ông đảo ngược tay cầm của ngọn giáo và chém vị Custodian tiếp theo từ xương đòn đến háng. Hai nửa đứt lìa bị cuốn theo những cơn gió hú và biến mất bên trong vòng xoáy kêu răng rắc. Một Custodian khác bỏ mạng khi Horus đâm ngọn giáo xuyên qua ngực anh ta và chia anh ta làm đôi. Một lưỡi dao hướng vào đầu ông, nhưng ông đã đập vỡ nó chỉ bằng một cú vung từ nắm đấm và xé toạc cánh tay của kẻ tấn công một cách dễ dàng. Một vị Custodian khác chết khi Horus xé toạc đầu anh ta bằng nắm tay mạnh mẽ của mình. Máu phun ra từ cổ như thể từ một mạch nước ngầm khi ông ném chiếc đầu bị cắt rời sang một bên. Giờ chỉ còn lại Valdor và Horus gầm gừ khi ông lao vào tấn công vị thủ lĩnh Custodian. Một luồng ánh sáng bùng lên từ nòng ngọn giáo hộ vệ của Valdor. Horus nghiến chặt răng trước những va chạm và giơ nắm đấm của mình lên để giáng Valdor xuống. Nghe thấy tiếng kim loại rít lên và bị xé toạc khi sức mạnh của cơn bão truyền đến từ vòng xoáy phía trên, cuối cùng đã nắm được mục tiêu của nó. Horus ngừng tấn công, đột nhiên kinh hãi cho số phận của những người bên trong các bình chứa. Ông quay lại và nhìn thấy một chiếc bình xì ra kỳ ga và rít lên khi nó bị xé toạc khỏi mặt đất. Theo ngày sau là những bình chứa khác khi chúng bị giật khỏi dây neo của mình và bị cuốn lên trên. Và rồi, thời gian dừng lại và một ánh sáng chói lòa tràn ngập căn phòng. Horus cảm thấy mật ngọt ấm áp chảy trong người và ông quay về phía nguồn ánh sáng. Một người khổng lồ vàng, lung linh,
với vẻ đẹp uy nghi không thể tưởng tượng được. Horus quỳ xuống trong sự sung sướng trước cảnh tượng đó. Ai lại không cố gắng tôn thờ một sinh vật hoàn hảo như vậy? Sức mạnh và sự chắc chắn tuyệt đối tỏa ra từ nhân vật này. Sức mạnh của sự tạo hóa nằm trong tầm tay anh ta. Câu trả lời cho bất kỳ câu hỏi nào có thể được tìm thấy ở đó, cùng với sự khôn ngoan để biết cách sử dụng chúng. Anh ta mặc một bộ giáp lấp lánh hoàng kim hoàn hảo. Những đặc điểm trên khuôn mặt của anh ta không thể được hình dung. Không sinh vật nào trong tạo hóa này có thể so sánh được với hào quang và sức mạnh của anh ta. Người chiến binh vàng di chuyển như thể đang quay chậm, giơ tay lên để ngăn chặn cơn lốc điên cuồng chỉ bằng một cử chỉ. Vòng xoáy im lặng, những chiếc bình chứa nhào lộn lơ lửng giữa không trung. Hình dáng hoàng kim cựa ánh mắt bối rối của mình về phía Horus. Ta có biết ngươi không? Anh nói, và Horus đã rơi lệ khi được nghe bản giao hưởng âm thanh hoàn hảo đó. Đúng vậy, Horus nói, không thể cao giọng hơn một lời thì thầm. Người khổng lồ nghiêng đầu sang một bên và nói, người muốn phá hủy công trình vĩ đại của ta, nhưng người sẽ không thành công. Ta cầu xin người hãy rời khỏi con đường này, nếu không tất cả sẽ mất. Horus đưa tay về phía người chiến binh vàng khi anh ta hướng ánh mắt buồn bã của mình về phía các bình chứa bất động phía trên anh. Tính toán hậu quả của các sự kiện tương lai chỉ trong chớp mắt. Horus có thể nhìn thấy quyết định trong đôi mắt tuyệt mỹ của nhân vật đó và hét lên. Không! Hình bóng ấy quay đi và thời gian quay trở lại dòng chảy đã định của nó. Tiếng hú chói tai mà cơn gió sinh ra đã trở lại với sức mạnh của một cơn bão. Và Horus nghe thấy tiếng la hét của những người anh em của mình giữa tiếng kim loại va chạm bên trong các bình chứa của họ. Cha ơi, không! Ông hét lên. Ngài không thể để điều này xảy ra. Người khổng lồ vàng vẫn đang bước đi, để lại cuộc tàn sát phía sau, không quan tâm đến những mạng sống mà chính anh đã tạo ra. Horus cảm thấy lòng căm thù dâng trào và mạnh mẽ trong lồng ngực. Sức mạnh của cơn gió đã tóm lấy ông và ông để nó cuốn lấy mình, nhấc bổng ông lên không trung và Horus dang rộng vòng tay khi được đoàn tụ một lần nữa với những người anh em của mình. Vực thẳm của Warp mở ra phía trên ông như thể một con mắt khiếp đảm và điên loạn. Ông đầu hàng trước sức mạnh của nó và để nó ôm lấy mình. Horus mở mắt ra, nhìn thấy bầu trời dày đặc mây ô nhiễm, không khí có mùi hóa chất và sự tồn đọng. Nó có mùi quen thuộc, nó có mùi của quê nhà. Ông đang nằm trên một nền đất đen đầy bụi gồ ghề phía trước một đường hầm khai thác đã cạn kiệt từ lâu và cảm thấy nỗi nhớ nhà nhức nhối khi nhận ra đây chính là Cthulhu. Khói bụi của những lò rèn xa xôi và sự vận động không ngừng nghỉ của công việc khai thác mỏ. Bầu trời tràn ngập các hạt vật chất và ông cảm thấy nỗi nhớ không nguôi về sự cô đơn trong khoảng thời gian đơn giản hơn mà ông đã trải qua ở đây. Horus nhìn quanh để tìm Sazenus, nhưng dù cơn lốc xoáy bên dưới Terra là gì đi chăng nữa, rõ ràng nó đã không cuốn theo người đồng đội cũ của ông trong cơn thịnh nộ của mình. Cuộc hành trình của ông tới đây không hề im lặng và tức thời như những chuyến đi trước đây qua cõi xa lạ và vô danh này. Sức mạnh ngự trị trong Warp đã cho ông thấy một cái nhìn thoáng qua về tương lai, và đó thực sự là một nơi hoang vắng. Các giống loài Xenos cạn bã thống trị những vùng đất hoang rộng lớn của thiên hà và bóng tối vô vọng bao trùm lấy loài người. Sức mạnh của những đội quân vinh quang của nhân loại đã bị đánh bại, các quân đoàn tan vỡ và chỉ còn lại những mảnh vụn của những gì họ từng là. Những vị quan chức, những kẻ soạn văn bản và giới thượng lưu cai trị trong một chế độ chính phủ địa ngục, nơi con người sống trong một cuộc sống hèn hạ không có nhân quả hay tham vọng. Trong tương lai đen tối này, nhân loại không còn đủ sức mạnh để thách thức các chúa tể, để chiến đấu chống lại nỗi kinh hoàng mà hoàng đế đã để lại cho họ. Cha ông đã trở thành một vị thần thối rữa, người không thể cảm nhận được nỗi đau của thần dân cũng như không quan tâm đến số phận của họ. Trên thực tế, sự hiu quạnh của Cthulhu so với nó thật ấm áp, những suy nghĩ quay cuồng trong cơn giận dữ và oán giận điên cuồng. Hoàng đế đã tạo ra những quyền lực vượt xa khả năng của mình và đã từng thất bại trong việc kiểm soát nó. Ông ta đã đánh đổi những đứa con của mình để có được lời hứa về quyền lực và quay trở lại Terra để thử lại một lần nữa. Ta sẽ không để điều này xảy ra, Horus lặng lẽ nói. Khi đang nói, ông nghe thấy tiếng chu buồn thảm của một con sói và đứng dậy. Không có gì giống như một con sói có thể sống trên Cthulhu, và Horus đã phát ngán với việc liên tục bị truy đuổi xuyên suốt Warp. Ra mặt đi, ông hét lên, đấm vào không khí và gầm lên một tiếng kêu sùng trận. Tiếng kêu của ông được đáp lại khi tiếng hú lại vang lên, đến gần hơn, và Horus cảm thấy ham muốn chiến đấu của mình dâng trào. Ông đã nếm mùi máu trong cuộc tàn sát các Custodians và hoan nghênh cơ hội được đổ máu nhiều hơn nữa. Những cái bóng di chuyển xung quanh ông và ông hét lên. Lupercal, Lupercal. Những hình dạng hiện ra từ bóng tối và ông nhìn thấy một đàn sói lông đỏ tách ra khỏi bóng tối.
chúng vây quanh ông, và Horus nhận ra con đầu đàn chính là con thú đã nói chuyện với ông khi ông lần đầu tiên tỉnh dậy trong Warp. Ngươi là ai? Horus hỏi. Và đừng hỏng lừa ta. Một người bạn, con sói nói. Hình dáng của nó mờ ảo và được bao bọc bởi những đường ánh sáng vàng gợn sóng. Con sói đứng lên bằng hai chân sau, hình dạng của nó dài và rộng ra khi nó trở nên giống người hơn. Tỷ lệ của nó phồng lên và thay đổi cho đến khi nó cao bằng chính Horus. Lớp da màu đồng thay thế cho bộ lông và đôi mắt của nó chảy ra như chất lỏng khi chúng tạo thành một quả cầu vàng. Mái tóc dài màu đỏ mọc ra từ đầu của hình nhân và bộ áo giáp màu đồng tỏa ra ánh sáng lung linh trên ngực và cánh tay của anh ta. Anh ta mặc một chiếc áo choàng lông vũ dũng mãnh và Horus biết rõ anh ta cũng như ông biết hình ảnh phản chiếu của chính mình. Magnus, Horus nói. Có thực sự là cậu không? Đúng vậy người anh em của tôi, Magnus nói. Và hai chiến binh ôm chầm lấy nhau trong tiếng va chạm của áo giáp. Nhưng làm thế nào? Horus hỏi. Cậu cũng sắp chết à? Không, Magnus nói. Tôi không. Anh phải nghe tôi, người anh em. Tôi đã mất quá nhiều thời gian để liên lạc với anh và ta không có nhiều thời gian ở đây. Các phép thuật và kết giới được đặt xung quanh anh rất mạnh mẽ và mỗi giây tôi ở đây đều có hàng tá bê tôi của tôi phải chết để giữ cho chúng mở. Đừng nghe hắn, War Master. Một giọng nói khác vang lên và Horus quay lại nhìn Hunter Sojourners xuất hiện từ bóng tối của đường hầm khai thác. Đây chính là kẻ mà chúng ta đã cố gắng tránh mặt. Nó là một sinh vật của Warp có thể thay đổi hình dạng và ăn linh hồn của con người. Nó tìm cách nuốt chửng cơ thể của ngài thì ngài không thể quay lại cơ thể của mình nữa. Lúc đó thì Horus sẽ không còn nữa. Hắn ta nói dối, Magnus quát. Anh biết tôi mà Horus, tôi là anh em ruột thịt của anh. Nhưng hắn ta là ai? Hunter đã chết. Ta biết, nhưng ở đây, tại nơi này, cái chết không phải là kết thúc. Điều đó là sự thật, Magnus đồng ý. Nhưng cậu lại đặt niềm tin vào người chết hơn chính anh em của mình ư? Tôi cũng thường tiếc Hunter, nhưng cậu ta đã rời xa chúng ta rồi. Kẻ mạo danh này thậm chí còn không mang bộ mặt thật của chính mình. Magnus rồi nắm đấm về phía trước và khép bằng ngón tay vào không trung, như thể đang nắm giữ thứ gì đó vô hình. Sau đó ông rụt tay lại. Hunter hét lên và một ánh sáng bạc lóe lên như thể ánh sáng của ma dê từ mắt anh ta. Horus nheo mắt nhìn qua ánh sáng chói lóa, vẫn nhìn thấy một chiến binh Astartes, nhưng giờ đây đang mặc áo giáp của các World Bearers. Erebus, Horus hỏi. Đúng vậy, War Master. Đệ nhất tuyên úy Erebus đồng ý. Vết sẹo dài màu đỏ trên cổ họng ông ta đã bắt đầu lành lại. Tôi đến gặp ngài trong Lord Sojourners để giúp ngài hiểu rõ hơn về những gì cần phải làm. Nhưng tôi đã không nói gì ngoài sự thật kể từ khi chúng ta du hành đến vương quốc này. Đừng nghe hắn Horus. Magnus cảnh báo, tương lai của thiên hà đang nằm trong tay anh. Quả thực là vậy, Erebus nói. Vì hoàng đế sẽ từ bỏ thiên hà để tìm kiếm sự thờ phượng. Horus phải cứu Imperium, vì rõ ràng là hoàng đế sẽ không làm vậy. Horus, người anh em của tôi, Magnus nói. Anh không được tin bất kỳ điều gì hắn nói với anh. Đó đều là dối trá, tất cả. Những lời bịa đặt để che giấu mục đích nham hiểm của hắn. Những người có lòng dũng cảm và tư cách nói ra sự thật luôn có vẻ nham hiểm đối với những kẻ thiếu hiểu biết. Erebus gầm gừ. Ngươi dám nói với ta về sự lừa dối trong khi ngươi đứng trước mặt chúng ta trong Warp ư? Làm sao điều này có thể xảy ra nếu như ngươi không sử dụng phép thuật, ma thuật mà chính ngươi bị hoàng đế cấm thực hành? Đừng có phán xét ta, tên khốn. Magnus hét lên, ném một quả cầu lửa lấp lánh về phía vị đệ nhất tuyển úy. Horus quan sát ngọn lửa lao về phía Erebus và bao trùm lấy hắn. Nhưng khi ngọn lửa vụt tắt, ông thấy Erebus không hề hấn gì, áo giáp không chảy xước và làn da của hắn không hề tì vết. Ngươi ở quá xa, Magnus. Erebus cười lớn. Sức mạnh của ngươi không thể chạm tới ta ở đây. Horus nhìn Magnus phóng hết tia sét này đến tia sét khác từ đầu ngón tay của mình, ngạc nhiên và kinh hoàng khi thấy người em của mình sử dụng sức mạnh như vậy. Magnus hét lên, ném một quả cầu lửa lấp lánh về phía vị đệ nhất tuyển úy. Horus quan sát ngọn lửa lao về phía Erebus và bao bọc lấy hắn. Nhưng khi ngọn lửa dập tắt, ông nhìn thấy rằng Erebus không hề hấn gì. Áo giáp không bị chảy xước nhiều và làn da của hắn không tì vết. Erebus cười lớn. Ngươi ở quá xa, Magnus ạ. Sức mạnh của ngươi không để chạm tới ta ở đây. Horus nhìn Magnus phóng hết tia sét này đến tia sét khác từ đầu ngón tay của mình, ngạc nhiên và kinh hoàng khi nhìn thấy người anh em của mình sử dụng sức mạnh như vậy. Mặc dù tất cả các quân đoàn đều từng có các sư đoàn Labarius huấn luyện các chiến binh để khai thác sức mạnh của Warp, nhưng họ đã bị giải tán sau sắc lệnh của hoàng đế tại hội đồng Nikia. Rõ ràng là Magnus đã không quan tâm đến sắc lệnh đó và sự tự phụ đó khiến Horus choáng váng. Cuối cùng, người anh em một mắt của ông cũng nhận ra rằng sức mạnh của mình không có tác dụng gì với Erebus
và buông tay sang hai bên. Ngài thấy đấy, Erebus nói, quay sang Horus. Hắn ta không thể được tin tưởng. Người cũng vậy, Erebus, Horus nói. Người đến gặp ta với danh tính của một người khác. Người cho rằng anh em ta, Magnus, chẳng là gì ngoài một sinh vật warp nào đó sắp sửa ăn thịt ta. Và sau đó người nói về cậu ta như thế, cậu ta chính xác như vẻ bề ngoài của mình. Nếu cậu ta tới đây bằng phép thuật, thì làm cách nào mà người có mắt ở đây? Erebus dừng lại, nhận ra lời nói dối của mình và nói. Ngài đúng thưa ngài, ma thuật của hội rắn đã giúp tôi đến gặp ngài để giúp đỡ ngài và trao cho ngài cơ hội sống này. Nữ tu sĩ đó đã phải cắt cổ tôi để làm được điều này và một khi tôi trở lại thế giới xác thịt, tôi thể sẽ giết chết con khốn đó vì điều này. Nhưng hãy biết rằng, mọi thứ tôi cho ngài thấy đều là sự thật. Chính ngài đã nhìn thấy điều đó và ngài biết sự thật là gì. Magnus đứng cao hơn hình dáng của Erebus. Bờm tóc đỏ thẫm của ông run lên vì giận dữ. Nhưng Horus thấy rằng ông đang kiềm chế cơn giận của mình khi nói. Tương lai vẫn chưa thể được định trước, Horus. Erebus có thể đã cho anh thấy một tương lai, nhưng đó chỉ là một tương lai có thể xảy ra. Nó không phải là tuyệt đối. Hãy có niềm tin vào điều này. Pah! Erebus chế nhạo. Niềm tin chỉ là một cách khác để đánh lạc hướng khỏi sự thật mà thôi. Cậu nghĩ tôi không biết điều đó sao hả, Magnus? Horus ngắt lời. Tôi biết về warp và những mánh khóe mà nó có thể chơi đùa với tâm trí. Tôi không ngu ngốc. Tôi biết đây không phải là Sojourners và cũng như tôi biết rằng nếu không có khung cảnh này thì mọi thứ tôi thấy ở đây đều là vô nghĩa. Horus nhìn thấy vẻ mặt chán nản của Erebus và cười lớn. Người chắc hẳn coi ta là một kẻ ngốc, Erebus. Nếu thực sự nghĩ rằng những thủ thuật đơn giản như vậy có thể khiến ta mê mẩn với mục tiêu của người. Người anh em của tôi, Magnus mỉm cười. Anh quả là một kỳ tích đấy. Im đi, Horus gầm gừ. Cậu cũng không khá hơn Erebus. Các người sẽ không thể thao túng ta như thế này. Vì ta là Horus, ta là War Master. Horus thích thú với sự bối rối của hai người họ. Một người là anh em, người còn lại từng là chiến binh mà ông coi là cố vấn đáng kính và là người bề tôi tận tụy. Ông đã đánh giá sai lầm nghiêm trọng về cả hai. Ta không thể tin tưởng ai trong số các người. Ông nói, ta là Horus và ta tự tạo ra số phận của chính mình. Erebus bước về phía ông với đôi tay dang rộng và cầu xin. Ngài nên biết rằng tôi đến gặp ngài theo lệnh của lãnh chúa và chủ nhân của tôi, Loga. Ngài ấy đã biết về hành trình trở thành thần thánh của hoàng đế và đã quy phục thế lực của Warp. Khi hoàng đế từ chối sự tôn thờ của Loga, ngài đã tìm thấy các vị thần khác sẵn sàng chấp nhận sự sùng kính của ngài. Sức mạnh trong Primarch của tôi đã tăng gấp 10 lần và nó chỉ bằng một phần sức mạnh có thể thuộc về ngài nếu ngài đi theo mục tiêu của họ. Hắn ta nói dối, Magnus kêu lên. Loga trung thành, cậu ta sẽ không bao giờ chống lại hoàng đế. Horus lắng nghe những lời của Erebus và biết chắc chắn rằng hắn ta đã nói ra sự thật. Loga, người anh em yêu quý nhất của ông, nắm giữ sức mạnh từ Warp ư? Những cảm xúc xung đột tranh giành quyền lực tối cao trong ông. Thất vọng, sự tức giận và nếu ông thành thật mà nói, một chút ghen tị vì Loga lại là kẻ được chọn đầu tiên. Nếu Loga khôn ngoan đã chọn những thế lực như vậy làm người bảo trợ, chẳng phải điều đó thực sự tốt đẹp sao? Horus, Magnus nói. Tôi sắp hết thời gian rồi, hãy mạnh mẽ lên nhé người anh em của tôi. Hãy nghĩ xem con chó lai này đang yêu cầu anh làm gì. Hắn ta bắt anh sẽ phải nhổ bỏ lời thề trung thành của mình. Hắn đang ép anh phản bội hoàng đế và phản bội các Astartes của anh. Anh phải tin tưởng hoàng đế sẽ làm những gì đúng đắn. Hoàng đế chơi xúc sắc với số phận của thiên hà. Erebus phản bác và hắn ném chúng vào nơi vô định. Horus, làm ơn. Magnus kêu lên, giọng ông trở nên ma quái khi hình ảnh của ông bắt đầu mờ đi. Anh không được làm vậy. Nếu không tất cả những gì chúng ta đã chiến đấu để gây dựng sẽ bị hủy hoại mãi mãi. Anh không thể làm điều khủng khiếp này. Nó khủng khiếp như thế ư? Erebus hỏi. Thật ra đó chỉ là chuyện vặt vãnh mà thôi. Giao hoàng đế cho các vị thần của Warp và sức mạnh vô hạn có thể là của ngài. Tôi đã nói với ngài trước rằng họ không có hứng thú với thế giới vật chất của con người và lời hứa đó vẫn đúng. Thiên hà sẽ thuộc về ngài để cai trị với tư cách là chủ nhân mới của nhân loại. Đúng rồi. Horus gầm lên và thế giới im lặng. Ta đã đưa ra lựa chọn của mình. Âm thanh duy nhất là của cảnh cổng. Toàn bộ sự tồn tại của Logan thu hẹp lại bên trong bóng tối ngày càng lớn giữa hai nửa của nó. Khi anh nín thở và chờ đợi xem điều gì có thể ẩn giấu bên trong, cánh cổng mở ra hoàn toàn và anh liều lĩnh liếc nhìn sang các Son of Horus, nhìn thấy nỗi tuyệt vọng tương tự trên mọi khuôn mặt. Không một âm thanh nào quấy rầy màn đêm và Logan cảm thấy nỗi buồn đang dâng lên trong lòng khi anh nhận ra rằng đây chỉ đơn giản là cánh cửa tự động mở ra của Ngô Đế. War Master đã chết.
Một nỗi sợ hãi bệnh hoạn ập đến với Logan và đầu anh gục xuống ngực. Sau đó, anh nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu và nhìn thấy ánh sáng trắng vàng lóe lên từ trong màn đêm. Horror sải bước ra từ Delphos với chiếc áo choàng màu tím hoàng gia tung bay phía sau và thanh kiếm vàng giơ cao phía trên. Con mắt ở giữa tấm giáp ngực của ông ánh lên một màu đỏ rực và vòng nguyệt quế trên trán ông tạo nên những đường nét vừa đẹp đẽ vừa đáng sợ với sự lộng lẫy của chúng. War Master đứng trước họ, không cúi đầu và có sức sống hơn bao giờ hết. Sự hiện diện tuyệt đối của ông đã cướp đi lời nói của tất cả bọn họ. Horus mỉm cười và nói, các cậu thật nhức mắt đấy các con trai của ta. Thorgarden đấm vào không khí và phần kích hét lên, Lupercal! Anh ta cười và chạy về phía War Master, phá bỏ thứ bùa chú đã rơi xuống những người còn lại. Hội Monival lao tới cuộc hội ngộ với vị chúa tể và chủ nhân của họ. Những tiếng kêu vui sướng, Lupercal, phát ra từ cổ họng của mọi chiến binh Astartes khi lời nói lan truyền theo dòng người và đám đông xung quanh ngôi đền. Những người hành hương xung quanh Delphos bắt đầu tụng kinh và hàng ngàn giọng nói nhanh chóng ngân vang tên của War Master. Lupercal, Lupercal, Lupercal. Các bức tường của miệng núi lửa rung chuyển trước những tiếng reo hò chói tai xuyên qua màn đêm.